về đi xong rồi vắt bỏ cái sữa đầu đi, dạ, rồi lấy cái sữa sau cho uống chắc là không bị gì đâu. Đi ăn xong rồi về cho bú bình thường chị, thì khoảng nhanh lắm chị, 1-2 tiếng sau là em bé bị phù hết người. Ủa nhưng mà lúc đó là có bỏ sữa không? Dạ là... có. Nhưng có mà đâu có sữa. Nghĩa là bỏ sữa là nó đã hết cái dư chứ. Lúc đó em cứ nghĩ như vậy. Nó có một cái nghiên cứu đó là cơ thể của bạn là những gì bạn ăn cách đây 6 tháng. Ồ. Có nghĩa là cái hộp xôi của tôi sáng nay là 6 tháng sau nó mới trổ ra. Louis ơi, mẹ cảm thấy có lỗi với con quá. Nếu như mai mốt con coi chương trình này thì con hãy tha lỗi cho mẹ. Mẹ sẽ thú nhận với con một sự thật. Mẹ đã từng ăn một món không hợp với con. Ngày xưa lúc sanh con xong con được 1 tháng, mẹ ẵm con đi chơi nhà hàng xóm đánh tới canh. Và mẹ đã ăn tới canh. Mẹ đã ăn tới canh nhưng mẹ về mẹ bỏ sữa. Em bỏ 2 ngày. Con bú thì sau 2 ngày con bú sữa của mẹ thì mẹ cũng cảm thấy là bình thường. Nhưng hôm nay là mẹ thấy mẹ sai rồi. Em là Thảo Ly, hiện em đang kinh doanh công việc bán hàng online. Hai bé trai và một bé gái. Bé lớn nhất là 9 tuổi, bé tuổi. Giữa thì 7 tuổi và bé nhỏ nhất là 2 tuổi. Trời, ba bé mà tướng người ta như vậy đó, rồi nhìn lại mình. Nhìn lại mình đi. Ai nhìn lại mình thì tại vì mình hai con khác với ba con là chuyện bình thường. Lần đầu tiên mà mình biết được mình có thai, bây giờ nhớ không? 9 năm rồi đó. Dạ. Lần đầu tiên thì lúc nào nó cũng ấn tượng hơn hết. Lúc đó là em chỉ mới có 23 tuổi thôi, vừa mới cưới. Nói chung là em vẫn còn muốn đi chơi. Em định là khoảng 26, 27 tuổi. Dạ, nhưng mà có thì cũng lúc đó là cũng hoang mang lắm. Ông xã thì sao cũng được ạ. Nhưng mà tới khi báo thì ông xã rất là vui. Em biết là lúc em 9 tuần, bình thường là em ham ăn dữ lắm. Ăn cái gì cũng được hết, thích ăn. Nhưng mà lúc đó thì nhìn đồ ăn thì rất là căm thù. Cảm thấy là không có muốn ăn, người cứ mệt. Em thử thì đúng 2 bạch đậm luôn. 9 tuần là luôn đậm. Cái chuyện mà chăm sóc cái bụng bầu của mình đó, nó có khó khăn không? Dạ, em thì cũng hay lên mạng để search những cái thông tin. Khi mà mình không biết cái gì thì mình cũng search. Biết tin có thì em tìm hiểu. Dạ, em tự tìm hiểu hết, cho nên em cũng không có gì là khó khăn lắm. Nhưng mà mình ngán nhiều không? Dạ, rất là ngán. Nghĩa là ăn cái gì vô cũng ói rồi. Ói như là ói mực xanh mực vàng. Sáng đến là coi như là thậm chí không muốn đến răng luôn. Nhìn kem răng cũng muốn ói nữa chị. Tới mấy tháng thì mình mới hết cái hiện tượng? Em thì tới 5 tháng lận. Rồi sau đó là mình ăn uống trở lại bình thường. Dạ đúng rồi. Sau đó là bắt đầu là muốn ăn trở lại. Cũng có tìm hiểu trên mạng và hỏi bác sĩ. Nhưng mà em thì lúc nhỏ tới giờ em không có uống sữa được. Khi mà đi khám thì thai nhi lúc nào cũng bị nhẹ cân hơn những em bé bình thường. Bác sĩ mới nói là con phải uống ít nhất là phải 4-5 bịch sữa. Nếu không uống sữa bầu được thì phải uống sữa tươi. Thì em bé mới phát triển được. Nhưng mà lúc đó là cảm thấy là không có uống sữa được, nên là cũng buồn lắm chị. Cố ra sức để ăn thôi. Thật sự thì các cái chỉ định y khoa trong cái quá trình mà mẹ mang bầu á, về dinh dưỡng người ta sẽ không có nói với các bạn một cách rất là chắc chắn là nên ăn cái gì hoặc là nên uống cái gì. Nó phải tuân theo đúng một cái cơ chế, đó là đảm bảo dinh dưỡng. Như vậy thì nếu như cái dinh dưỡng đó mà nó không vào được bằng cái nguồn thực phẩm theo những bữa ăn bình thường, ví dụ như đây, ói quá trời ói, ói cho đến 5 tháng mà kem đánh răng nhìn cũng ói, thì bây giờ chỉ có một cách đó là nạp thực phẩm rất là nhanh thì thông qua sữa. Nhưng ngược lại, trời ơi, cái gì trên đời này em cũng không ngán ngại hết. Thì có nghĩa là mình cũng đã bổ sung đầy đủ rồi. Cho nên là đây cũng là một điều mà nếu như các mẹ bầu để ý thì chúng ta hoàn toàn không cần phải quá hoang mang là trời ơi, cả làng uống sữa, em không uống thì em có bị gì không. Mình cứ theo đúng cái chỉ định y khoa, đó là đảm bảo dinh dưỡng. Rồi đến khi nào thì đẻ nè? Thường thì con so người ta nói là sớm, thì em cũng giống như vậy. Em sớm trước 2 tuần. Dấu hiệu của em á, sáng đang ngủ 4:30 sáng thì nghe tiếng bụp giống như bong bóng nổ vậy chị. Bong bóng nổ sao là y chang vậy. Thì mới kêu chồng là anh ơi, vỡ ối rồi. Sao lúc em gần đẻ em không có nghe cái tiếng đó ta? Để mỗi tại người chị không mỗi có vỡ ối. Mỗi người mỗi khác hả? Ví dụ tôi vỡ ối mà tôi không nghe tiếng bụp nè. Em thì nghe tiếng bụp rất là lớn luôn ạ. Em mới bật dậy thì coi như là ở dưới mình phát hiện ra là đúng là vỡ ối. Thì mới kêu chồng, xong rồi gọi điện thoại cho bác sĩ liền. Bác sĩ nói là cứ yên tâm đi con, vỡ ối cũng chưa có sanh liền đâu. Dạ. Tàn tàn đi vào tắm gội, còn gội đầu nữa. Tại vì biết là sau khi sinh là sẽ phải kiêng cữ nên là phải sạch sẽ. Rồi mới bắt đầu đi tới bệnh viện. Tại vì lúc em cũng chưa có đau bụng, chỉ là vỡ ối thôi. Dạ. Vậy thì lúc nào em mới đau? Dạ, em vào đó xong em thấy trong phòng chờ sinh á, các mẹ cứ la hét là đau lắm rồi. Sao mình cũng vẫn chưa đau.
Thì đợi mãi tới khoảng mà tới trưa là em bắt đầu đau. Đau lắm. Cảm giác là đau mà muốn bẻ cái thành giường luôn á chị. Người ta nói là phụ nữ mà đi sanh á là khi nào mà bẻ được cái thành giường nó cong vòng là sanh được rồi đó. Cũng lại là người ta nói đúng không? Người ta nói vậy. Mình đau đến bao nhiêu lâu thì mình được đưa vào phòng sinh? Nó nhắc tới cái sinh thường thì cũng là cái một cái cơ duyên. Lúc đó là giờ trưa thì mẹ thấy chưa có ăn uống gì hết á thì mẹ mới đưa cho dĩa cơm tấm. Ăn đi con, lúc mà đỡ đau thì ăn đi con, xong rồi lúc đau thì nắm cái thành giường la, xong rồi cứ ăn hết dĩa cơm tấm. Thì tới vào phòng sanh đó thì đau quá, mới xin bác sĩ là hết chịu nổi rồi, cho mổ đi. Tại vì con không có chịu đau nổi nữa. Thì bác mới hỏi là mổ thì có ăn gì chưa. Nó dạ con lỡ ăn dĩa cơm tấm. Dạ ăn cơm tấm là phải sinh thường thôi chứ không có mổ được nữa. Trời ơi, vì một dĩa cơm tấm. Rồi sao? Rồi dạ, phải chịu đau. Dạ thì phải chịu đau. Nhưng mà các cái dấu hiệu về sinh thường là em có đang đảm bảo không? Dạ có, tuy nhiên thì bé có bị dây rốn quấn cổ hai vòng. Bác sĩ nói là sinh thường vẫn được. Dạ, quan trọng do sức khỏe. Tại vì em cũng đau á nên kêu gào hơi nhiều thì cái bị lạ sức. Đi dạ. Lúc đó là phải cố gắng rồi. Với lại em được sinh ở trong một cái phòng mà đầy đủ gia đình, bà ngoại, rồi có mẹ em, rồi có chồng em. Cảm giác là yên tâm. Dạ. An tâm. Đó, quý vị thấy không? Cái chuyện mà liêm sĩ khi mà đi đẻ mà không la, không hét, vẫn phải ráng đẹp, nó cũng có lợi lắm chứ bộ. Nó đỡ mất sức. Thấy không? Rồi, đồng ý. Như vậy thì cái cảm giác khi mà lần đầu tiên em thấy con em ra đời và lúc em chạm được vào con thì nó như thế nào? Dạ, khóc. Khóc dạ. Không biết tại sao khóc mà cái đó, giọt nước mắt đó em nghĩ là hạnh phúc á chị. Là mình đã hoàn thành xong một cái nhiệm vụ quá là cao cả. Lúc mà mang thai thì cũng thương lắm. Nhưng mà lúc mà sinh ra cái cảm giác rất là đặc biệt. Mình nhìn thấy một cái sinh linh mà mình do mình tạo ra. Người ta có một cái câu là đường không đi mọc đầy cỏ dại, người không qua lại thì thành người dưng. Thì cái chuyện qua lại giữa một cái đứa bé với bà mẹ nó luôn là một cái qua lại rất là đặc biệt. Đầu tiên đó là bạn mang nó, bạn bảo vệ nó, bạn nuôi nấng nó ngay từ trong cơ thể của bạn. Và cái thứ hai là cái da sờ da đó, chỗ cái khoảnh khắc sờ chạm đó nó cực kỳ quan trọng. Và đó chính là những cái dấu hiệu của yêu thương. Thì cho nên nhiều bà khóc lắm, cứ đẻ ra rồi như ai cũng coi như là da kề da, hoặc là chỉ cần mà hộ lý bế em lên xong đây nha con nha là tên nó tuôn trào nước mắt hết rồi. Trừ những bà bị chụp thuốc mê. Rồi vậy thì bao lâu thì mình mới xuất viện nè? Thì sinh thường cho nên là xuất viện nhanh lắm, 2 ngày là được xuất viện rồi. Không có giống như các bà mẹ sinh mổ. Rồi cái quá trình mình chăm con như thế nào? Đứa đầu tiên thì lúc nào cũng có cái sự cái lúc bỡ ngỡ là còn đi chơi được nha. Đó. Chứ cái lúc mà đẻ ra rồi đi là có thêm một cái remote thì lúc này là có quạo tôi bắt đầu quạo luôn. Quạo không? Nhiều có quạo, quạo không? Đó. Quạo đó. Suốt ngày chỉ có kiếm chuyện này chuyện kia để gây mà đâu biết gây với ai. Mẹ thì em không dám gây rồi. Chỉ có gây với chồng thôi. Nhưng mà chồng em thì cũng không có phụ được nhiều tại vì chồng em là cũng con một á. Được một cái là lúc nào cũng xuất hiện trước mặt vợ để vợ lúc nào mà quạo á thì chịu đựng. Cứ hứng thôi ạ. Vậy hả? Dạ. Em không có sữa cho bé. Dạ. Mà lúc đó y tá thì tại sao không cho bé bú đi em, cố gắng lên. Nhưng mà lúc đó mình cũng cố gắng nhưng mà mình càng stress thì mình lại càng không có. Đúng rồi. Dạ, sau đó thì nó có dạ, ổn có không? Khi mà về nhà bắt đầu cảm thấy là ổn hơn rồi, sức khỏe với lại tinh thần ổn hơn rồi thì bắt đầu sữa nó về. Thế thì khi sữa về rồi còn quạo không? Dạ cũng còn mà đỡ hơn lúc mà chưa có sữa. Dạ nhưng mà cũng quạo á, quạo suốt một tháng nằm ổ. Vậy không là có được sữa ra nó đường. Về rồi thì bây giờ quạo vì chuyện gì? Cũng em cũng không biết là những cái chuyện liên quan nhiều khi nhìn có cái nào những màn ở mai nó màn khóc không? Dạ nhiều khi nước mắt tự chạy xong cũng không biết là mình khóc vì cái gì. Nói thế chưa, chị đâu phải một mình em đâu. Chị đâu có nói là có một mình em, có điều là nhìn màn mà khóc là một mình em. Chị hay cà khịa với em quá. Em biết sao không? Chị á là khi mà chị sanh xong á, chị nhìn gì chúng khóc hết trơn. Chị nhìn cái màn ba, chị đang vui nha, chị đang vui nha. Coi chị đang ngủ, đang ngủ say, đang vui. Chị nhìn màn ba, tiếng nước mắt chị đứa đó. Tuổi thân nó chảy vậy đó. Không biết, không ai làm gì hết trơn cũng tuổi thân dạ, đó. Em cũng vậy á chị. Thế thì lúc đó có ai hỗ trợ mình để mà mình thoát ra những cái gọi là những cái tâm trạng rất là bất ổn như vậy không? Dạ có, nhà em rất là đông người. Sáng trưa chiều tối là đều có người hỗ trợ để chăm em bé hết. Nhưng mà nhiều khi trong tháng thì em bé có những vấn đề này vấn đề kia, mình rất là dễ hay khóc. Ví dụ như em bé thì hay uống sữa xong hay ọc ra hoặc chớ ra tí. Con khóc mẹ khóc luôn. Cái đó em nghĩ là chắc là do mình tự giải quyết. Do bản thân dạ, mình. Dạ bản thân mình cố gắng. Chứ nhà em thì rất là đông người hỗ trợ. Lúc mới sinh thì em bé bị rất là nhiều cái vấn đề. Lúc mà mình mang thai thì mình không có tìm hiểu được á, mà lúc mà sinh ra thì mới trải nghiệm. Cứ cho uống sữa là lại ọc ra. Chị biết cái vòi nước á,
thì nó cứ phân như thành như vòi rồng. Cái chuyện ăn của trẻ sơ sinh thì nó đâu có được như người lớn, bởi vì đây là cái quá trình mà con tập để tiếp nhận thực phẩm mà, cho nên là không phải đứa trẻ nào cũng có thể gọi là uống sữa và tiêu hóa bình thường. Cái tình trạng nôn trớ ở trẻ sơ sinh là tình trạng mà rất là dễ hay gặp. À, tại vì nó đòi hỏi cái vận hành từ bên trong, mà trong tháng thì nó luôn rất là yếu. Khi mà mình sanh xong thì dĩ nhiên là mình sẽ có cái sự thay đổi về ngoại hình rất là nhiều. Và em có bị mặc cảm về cái vấn đề đó hay không? Em thì có cô bếp sáng, trưa, chiều, tối là đủ 4 bữa. Mà phải nói là ăn 2-3 chén cơm, để phải nói ăn cơm nóng thì nó mới có sữa. Rồi ăn thịt thiệt là nóng, nói chung là ăn rất là nhiều, ăn giống như là 2-3 người ăn vậy đó chị. Thì lúc đó là cũng bị tăng. Cũng nhìn vô gương thì cũng chết rồi. Cái body của hồi xưa của mình đâu rồi? Cái body của hồi xưa của mình đâu rồi? Khi mà sinh xong á thì giống như là vẫn còn 4 tháng vậy, cái bụng mình đó chị. Đúng rồi, giống như là bóng xẹp xuống vậy. Dạ, nó ghê lắm nên là cũng chảy nước mắt, nói chung là cũng khóc. Xong rồi gào thét lên là tại sao anh làm tôi xấu vậy? Nói chung là cũng chửi chồng. Đụng cái gì cũng chửi hết á. Body mình xấu mình cũng chửi, mà mình ăn nhiều mình cũng chửi. Có khi nào mà mình ăn một cái món ăn mà nó ảnh hưởng tới con không? Dạ có chứ, trong tháng á chị. Nhưng mà cũng còn có mấy ngày nữa là hết tháng rồi thì em thèm cá hồi quá. Cá hồi mà cá hồi sống luôn đó chị, chứ không phải cá hồi chín đâu. Tại vì hồi đó là bé em không có chịu ti mẹ, là phải em phải vắt ra, cứ nghĩ là em mà bắt đầu 6 tháng lên. Trời ơi, rồi sao em không phù ra? Dạ đúng rồi, phù bàn tay, bàn chân, lỗ tai, nói chung là mặt mày là phù hết đó chị. Rồi sốt cao, khóc. Thì chị biết em bé trong tháng là lúc đó em biết ngay vấn đề là cái gì luôn đúng dạ, không? Đúng đó, em mặc biết dù mình đã bỏ sữa đầu nhưng mà mình cũng hiểu là cũng không chưa an toàn. Dạ ẩm sốc con đi bệnh viện liền. Bác sĩ lúc đó là la rất là nhiều. Tới bây giờ em vẫn còn y nguyên cái cảm giác đó. Bạn sau là em kiêng tới 4-5 tháng không dám ăn hải sản luôn. Dù là có thèm hay không thèm thì chỉ có nghĩ tới con và nghĩ tới em bé đầu. Đó, chỉ cần có lý do, đó là con, là coi như vượt qua tất cả. Khi mà uống thuốc về thì khoảng 2-3 ngày là bé hết phù. Nhưng mà cũng vẫn ngứa, rồi cứ gãi, rồi thấy thương lắm chị. Dạ, khóc. Sức khỏe của con là như vậy, bây giờ về sức khỏe của bà mẹ sau sinh thì như thế nào nè? Nói chung là sức khỏe cũng yếu hơn. Là bây giờ mà kêu mà đi ra biển mà chơi như hồi xưa là không có chơi được. Cũng trải qua quá trình sinh nở cũng nhiều. Nhưng mà cơ bản là bạn này lấy dáng rất là giỏi. Đúng luôn. Sinh hoạt vợ chồng nó có thay đổi gì hay không tương sau khi mà đứa. mình sanh em bé? Sau cũng vỡ kế hoạch chị. Là khi mà em cho bạn đầu bú được 7 tháng á, bạn đầu em định là cho bú 1-2 năm nữa. Là hoàn toàn bằng sữa mẹ. 7 tháng là giống như bầu trộm á chị. Cũng không biết luôn. Trộm gì đâu trộm, mấy anh mấy chị cứ rung rinh cái giường mà. Mấy anh mấy chị cứ rung rinh cái giường. Dạ nên là cũng 8 tuần. Kinh nghiệm cũng có rồi mà không hiểu tại sao cũng 8 tuần mới biết. Có thể là do các bạn cũng hơi chủ quan. Và đặc biệt là có thể do cơ thể của em. Với hai cái chia sẻ là cả hai lần sinh thì em đều biết là mình mang thai rất là muộn. Cho nên cuối cùng là gì quý vị, thực ra mọi thứ đều nên có kế hoạch. Bởi vì khi mà có kế hoạch rồi á thì mình sẽ tự, có nghĩa là nhận những cái dấu hiệu của nó rất là nhanh và rất là nhạy. Và bản thân mình cũng tự tin hơn trong cái việc mà đón nhận những cái sự việc sắp tới. Đứa con đầu là đã 9 tuổi rồi. Ngày hôm nay mình có một cái điều gì gọi là hôm nay em đến đây cũng muốn nhắn gửi với mẹ, các mẹ bỉm sữa là hãy tự tin lên. Bởi vì ở độ tuổi nào bạn cũng có thể làm mẹ được. Bạn hãy cố gắng nghĩ tới con của mình hơn. Chồng em thì em cũng thấy là trong quá trình mang thai thì chồng em cũng hoàn hảo rồi. Nhưng mà em cũng muốn nhắn gửi tới những người làm ba thì cũng cố gắng là chăm sóc vợ mình trong cái khoảng thời gian mà bị stress sau sinh hơn. Lúc đó vợ mình không có kiểm soát được cảm xúc thì hãy cố gắng thông cảm hơn. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn Thảo Ly đã đến với chương trình và mang câu chuyện của mình để chia sẻ với tất cả mọi người. Thay mặt cho